chưa coi không các bạn. Vậy là ba buổi cát được rồi đây. Con xe đời khá là cổ rồi các bạn. Bây giờ là chiếc xe siêu khủng của cụ ông. Cụ ông với chiếc xe chở 3 khối cát các bạn nhé. Theo sau chiếc xe của ông là chiếc xe dân tải hôm nay. Chiếc xe dân tải hôm nay nhập này chở cát đi.
khá là xa rồi các bạn nhé. Chiếc xe với cấu hình nhà 825-16 các bạn nhé, rất là to. À, các bạn thấy khoảng sáng gầm của nó rất là lớn, đi 2 tầng luôn. Đó. Ông ơi, con này máy bao nhiêu đấy ông? Máy 24. Ồ, ông năm máy 24 rồi. Máy 24 là khỏe ghê. Con này của ông phải bao nhiêu năm rồi nhỉ ông nhỉ? Thông số lốp trước 550-13 này. 15 này. Con xe này 15, nếu mà bây giờ vẫn tu sửa vẫn chạy tốt. Gầm rất là cao các bạn nhé. À, các bạn phải thấy cái khoảng nhịp độn rất là dày này, rất là khỏe. Là bà của cá được rồi đây. Đây là bình đã đi 100 quá.